con với bạn bên nhau là do con với mấy bạn con trai trong lớp con hay đi đánh đánh nhau chậm dễ, đánh nhau với lớp bạn này, từ đó là bạn cứ kiếm chuyện để nói chuyện với con, xong về ạt Yahoo của con luôn để nói kiếm chuyện với con. Là bởi vì kết bạn ấy đúng không? Dạ đúng. Ủa, con nó đánh mình mà mắc gì mình phải thích nó? Không, hồi xưa là con thấy vợ con là xinh mà cá tính, mình thì ngoại hình không bằng những đứa khác, nên là mình mới bắt đầu tập trung là cứ chọc mỗi bà này thôi, nhẹ mỗi bà này thôi, đánh thì đánh mỗi bà này thôi. Đó, đó, để gây sự chú ý. Đó. Tụi con lúc đó là năm 2 đại học, là con tụi con lén ở với nhau. Dạ, con nói với ba mẹ con là con ở Sài Gòn với lại bạn con, rồi con lại con khởi với bạn này. Đó thì hai đứa có một cái kỷ niệm mà con nhớ hoài. Lúc đó tụi con hết tiền rồi, cái tháng tụi con gần cuối tháng hết tiền, hết tập tiền rồi, trong túi còn có 16.000 thôi. Mà con nghĩ chứ là bây giờ còn có 16.000 mà ngày mai đi học á là hết 5.000 tiền gửi xe nữa. Thôi quyết định ngày mai là đi bộ đi học luôn để cho đỡ tốn tiền gửi xe. Anh chiều hôm đó bạn trai con trúng số 300.000. Wow, đúng là trời thương á. Tên là Nguyễn Mai Bảo Linh, 26 tuổi và đang làm content creator, người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Mời con. Dạ, con có tên là Trương Công Tiến, con cũng sinh năm 97 luôn. Con đang hiện tại là kinh doanh tự do. Cho chú hỏi là cái kênh TikTok của con á là nickname là gì ạ? Dạ, kênh TikTok của con là Blinh nè nha mọi người nhớ follow. Blinh nè. Dạ. Hai đứa là lần đầu tiên gặp nhau. Dạ. Là trong trường hợp nào? Dạ. Đó. Rồi hai gặp con nhau thì có ấn tượng gì về nhau không? Dạ, hai tụi con quen nhau đến đây là 11 năm rồi. Là tụi con quen biết nhau rồi học cấp 2, học chung trường với nhau. Con với bạn quen nhau là do con với mấy bạn con trai trong lớp con là hay đi đánh nhau chặn giả, đánh nhau với lớp bạn này. Từ đó là bạn cứ kiếm chuyện, bạn nói chuyện với con, xong về ạt Yahoo của con luôn để nói chuyện với con. Kiếm chuyện là bởi vì kết bạn ấy đúng không? Dạ đúng. Ủa, con nó đánh mình mà mắc gì mình phải thích nó? Không, hồi xưa là con thấy vợ con là xinh mà cá tính, mình thì ngoại hình không bằng những đứa khác, nên là mình mới bắt đầu tập trung là cứ chọc mỗi bà này thôi, nhẹ mỗi bà này thôi, đánh thì đánh mỗi bà này thôi. Đó, đó, để gây sự chú ý. Đó. Lúc đó con cứ ghét bạn này không? Dạ không, tại con thấy thằng này nó xấu xấu. Chị Châu mà nó bắt nạt mình hoài, con bắt nạt ngược lại. Coi như là thương nhau lắm, cắn nhau đâu đó. Xong ngày nào cũng mua kẹo cho con hết. Dạ. Thấy người bạn khác cầm qua đưa. Rồi đến khi nào thì con mới chịu ảnh? Dạ chắc phải nói chuyện nhau 3-4 tháng á. Thì bạn bè thôi, xong rồi cũng đi chơi đá banh rồi này nọ đó. Thì thấy bạn này cũng dễ thương, cũng hay con quan tâm. Con đi chơi đá banh luôn hả? Dạ, con đi chơi đá banh với lại mấy đứa này. Xong rồi kiểu như là nhà con ngày xưa là làm hội chợ, ba con làm lô tô. Cho nên đó là bạn cứ đến mùa Tết đó là bạn ra, bạn phụ giúp. Thấy cũng dễ thương. Vậy là 3-4 tháng sau là chấp nhận. Dạ. Bao nhiêu năm thì bố mẹ biết? Bố mẹ hai bên biết là tụi con yêu nhau? Rất là gần 1 năm á hả? Gần 1 năm. Là tụi con cũng mới nhưng mà vẫn 10. Cấm. Dạ nhưng mà vẫn cấm, tại phải vì cấm chứ, nó còn nhỏ. 10 là phải cấm chứ. Cấm chắc dạ, rồi. Nhưng mà bên gia đình nào biết trước? Dạ gia đình Tiến biết trước, nhưng mà gia đình Tiến thì ba mẹ thì cũng nghĩ là học trò vậy thôi. Còn ba con thì rất là nghiêm khắc. Cho nên ba con cấm túc con ở nhà 1 tuần luôn, không cho ra đường luôn. Cái điều gì mà để cho ba con phát hiện? Dạ tụi con đi chơi ngoài đường nắm tay nhau xong bị chú không phát hiện. Sau cái 1 tuần đó thì lại sổ lòng ra rồi tiếp tục đi nữa. Làm sao mà cấm được? Ngày ông cấm biết ông mệt. Kéo dài lên tới 12 không? Có nghĩa là suôn sẻ rồi tới là có tới một, lớp 12 một rồi, vợt đại học được không? Hay là đến một lúc nào đó là có bị gọi là cách trở một thời gian rồi xong rồi mới ráp lại không? Hết lớp 12 là con đi Mỹ. Thì năm đó có chia tay một khoảng thời gian khoảng 1 tháng xa nhau đó cô. Thì năm đó con tính đi du học. Chia tay, chia tay một trong tháng, tháng thôi. Dạ. Rồi con đáo hạn con quay trở về. Ủa mà sao chia tay tháng? Cho mấy bạn chia tay tháng này tại vì bạn ở đây là có thích một cái bạn khác. Tức là cảm mắng một cái bạn khác. Con có say nắng bạn đó xong đi chơi bạn đó ngoài đường thì ở Sài Gòn thì mênh mông người mà tự nhiên bạn của vợ con thấy chụp ảnh gửi vợ con. Xong bị bắt xong về cãi nhau là chia tay. Chia tay. Số con nó cũng xui xui với nhau. Mà là ngày đầu tiên đi chơi chung nhau. Lúc đó con sao, có khóc không hay là có buồn thì hay con là con cũng buồn. Tuần sau nữa thì con bắt đầu con nhắn tin lại, con nói chuyện lại với vợ con. Xin lỗi, con xin lỗi. Xin lỗi, tất nhiên phải xin lỗi. Mà nó có tha lỗi cho con liền không? Không. Không cho phải. Bao nhiêu lâu nó mới tha lỗi cho con? Chắc phải tuần, hơn tuần đến 2 tuần sau. Sao mà con quay vậy? Dạ, tại vì con cảm thấy cái cuộc sống bên Mỹ nó không có đúng như những gì mà con muốn á. Bên Mỹ thì gia đình con hơi ràng buộc con, cho nên là thôi quyết định quay về Việt Nam. Nhưng mà khi mà con quay về thì chắc chắn là gia đình cũng sẽ dạ, đúng không rồi. Được vui. Dạ đúng rồi, tại cái đó là con tự ý quay về nữa. Chứ mà không phải là về đây thì gia đình chắc nữa. Chắn là con sẽ gặp rất là nhiều những khó khăn. Dạ, thì cái khó khăn đầu tiên á chứ là khi mà mình bước ra khỏi gia đình như vậy thì cái đầu tiên mình khó nhất là kinh tế. Dạ, tại mình đã quyết định làm như vậy là có nghĩa là mình phải tự chủ kinh tế của mình trước. Tụi con lúc đó là năm 2 đại học, là con tụi con lén ở với nhau. Dạ, con nói với ba mẹ con là con ở Sài Gòn với lại bạn con, rồi là con ở với bạn này. Đó thì hai đứa có một cái kỷ niệm mà con nhớ hoài. Lúc mà tụi con hết tiền rồi, cái tháng là tụi con gần cuối tháng hết tiền, hết sạch tiền rồi, trong túi còn có 16.000 thôi. Mà con nghĩ chứ rồi bây giờ còn có 16.000 mà ngày mai đi học á là hết 5.000 tiền gửi xe nữa. Thôi quyết định ngày mai là đi bộ đi học luôn để cho đỡ tốn tiền gửi xe. Anh chiều hôm đó bạn trai con trúng số 300.000. Wow, đúng là trời thương á.
Vui, rất là vui luôn. Hai đứa ôm nhau cười quá thì cười luôn. 300 ngàn với lại cộng với 16 ngàn là 316 ngàn là thôi hấp được mấy ngày nữa. Sao có đi ăn tiệc không? Có, tối đi ăn. Lúc bạn cũng đang có tiền nhưng mà tại vì lúc là chưa có lấy lương. Chưa có lãnh lương. Dạ. Như vậy có nghĩ suốt một cái thời gian dài là coi như là chồng lo lắng cho con hết từ A tới Z đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà kinh tế về bên con á, có khó khăn không? Hay là cũng có khả năng? Có khả năng. Dạ, cái lúc đó là nhưng mà là con tự sinh viên là... Dạ. Nhưng mà con cũng giấu ba mẹ con là con ở với bạn này. Dạ. Có nghĩa lúc đó là đã tự thân tự lập ha. Dạ. Còn sinh viên mà là nuôi được vợ rồi. Ngon. Đó, hay quá. Ngon ạ. Mà ở với nhau như vậy đến bao lâu thì gia đình mới biết? 7 năm thôi. Là cưới luôn hay sao? Dạ không, tụi con mới cưới được cách đây 3 tháng thôi. Ủa như vậy là tụi con quen nhau là tổng cộng là bao nhiêu năm mới cưới? Dạ 11 năm mới cưới. 11 năm đó, trường kỳ kháng chiến. Chú hỏi thiệt nghe, tại sao các con lại để lâu như vậy? Dạ tại tụi con lười á. Lười cưới, cũng giống như quen nhau lâu quá chứ. Cứ lo làm việc thôi, rồi đi chơi với nhau thôi. Cũng lại vậy dính hai năm dịch nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi ba mẹ cũng hối cưới, ba mẹ hai bên hối cưới dữ quá. Nhưng mà tụi con bây giờ kinh tế là ổn định, ổn lành ha. Coi như là đứa nào cũng tự kiếm tiền rồi các thứ rồi. Dạ đúng rồi. Rồi đã sẵn sàng để có em bé chưa? Dạ tụi con cũng đang trong kế hoạch là tính có dự định em bé. Rồi bây giờ tới vụ kia đi. Tính từ lúc các con sống chung với nhau cho tới bây giờ phải trên là 7 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì có bao nhiêu cái tật xấu của bên kia nó lòi ra đó, của đối phương đó? Con thấy chồng con có một cái tính là rất là kỹ tính. Chồng con là thuộc cung sự nữ, là cuối cùng rất là kỹ tính. Chồng con có một cái thói quen là đi làm về là đặt cái bóp tiền lên, xong cái đồng hồ, xong cái nhẫn, mọi thứ nó phải như vậy. Con là hay lung tung thì con lỡ quơ cái rớt cái, trời ơi cái này không được để rớt đâu, là la làng quá trời luôn. Rồi tiền là có xếp là cái mặt. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Cái mặt đúng số riêng không? Mà sao giống ai quen ta. Vậy là kiếp trước là con rơi con nhiếc. Mặt lúa nha, mặt lúa. Mà có lúc một cái là giống như đi đổ xăng đi, thì trời đang nắng nóng, lấy tiền rồi thì bỏ rồi đi luôn cho rồi. Đi không, cứ đứng ngồi xếp mà con cọc ơi là cọc luôn. Phải coi tờ nào cũ không trả. Dạ, cũ là để lần sau, xong rồi cái nào mới là để lần trước rồi kẹp lại cái gì lum đó. Con có giữ lại những cái tờ tiền mà có số series đẹp không? Có. Anh nói là con ông nhí, hôm nào là đến coi kịch bên đúng bên rồi, thầy Minh nha, em phải giới thiệu đó. Nó cho thầy Minh. Thật cái đó đâu phải tật xấu đâu ta. Thôi con cứ cho nó giữ cái tật này đi. Không phải tật xấu đâu con. Tại vì rất là gọn gàng, ngăn nắp, kỹ tính. Cái kỹ tính đó thì đôi khi nó có cái gì vậy nè cô, là con đi ra đường thì con mặc rồi nó có bung sợi chỉ vậy nè cô. Thì mình đi ra đường thì thôi từ từ đi, tự nhiên cái mắt con đứng giữa đường xong rồi cắn sợi chỉ ra không, cho bằng được. Không, cái đó là tật xấu đó. Dạ đúng rồi. Cái đó mình về nhà mình làm được con. Nhất thiết phải làm cho bằng được. Không thì người ta khó chịu lắm, ta nhìn cái gì nó không có ngay ngắn thẳng thớm là rất khó chịu. Đi là phải giải quyết liền. Cái ấy thì là giải quyết liền. Ám ảnh về sự gọn gàng không. Bây giờ con mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Dạ con mong muốn tiết chế lại một tí xíu, cái đó là tính tốt. Nhưng mà tiết chế lại một xíu, tại đôi khi chồng con giống như đang đi đâu xong nhớ là mình chưa có để đúng đó, là khó chịu trong lòng, không có tập trung vào cái câu chuyện được, mà lại cứ nghĩ về cái chuyện kia, cho nên là mong là chồng con tiết chế lại một xíu. Hiểu. Với lại chồng con giống như là thích kiếm tiền quá, xong lúc nào đầu óc cũng toàn nghĩ tới tiền quá. Nên là tiết chế lại một xíu cho nó nhẹ nhàng đầu óc. Mai mốt đó, con mà có em bé rồi con sẽ thấy những cái lo lắng và những cái sự chuẩn bị đó của chồng con nó hết sức là cần thiết. Tại vì đứa trẻ nó rất là cần thiết trong một cái môi trường sạch sẽ và được chăm sóc chu đáo một cách cẩn thận. Thì chồng con sau này con sẽ thấy. Rồi bây giờ tới con đó, Tiến. Vợ con thì có tính hơi hậu đậu, đụng đâu là đổ đó. Hồi xưa đi ăn chung với nhau là toàn đổ xì dầu, đổ nước tương. Hậu đậu? Dạ, hậu đậu. Còn hồi xưa thì vợ con cũng hay kèm rèm, nhưng mà giờ thì hết rồi. Giờ đến con hơi kèm rèm. Giờ đến con hơi kèm rèm xíu. Còn tính của vợ con thì xưa giờ rất là tốt, rất thương người khác. Con nghĩ vợ con cứ như vậy thôi. Tại vì xưa giờ vợ con sống với nhau lâu rồi, mà giờ nếu mà vợ con thay đổi thì chắc là hết hồn á. Hết hồn thi thoảng hết hồn mà tưởng ý chứ không biết phải bả không đó. Nhưng mà về nhà có mỗi khi đi làm về bị vợ ăn hiếp không? Vợ có phải kèo trên ăn hiếp hay nạt nộ bắt nạt chồng không? Có đúng không? Mấy vợ con tập boxing. Vợ con là chơi những cái trò mà của con từ trai nhỏ từ nhỏ rồi. Mà đá banh, đánh trận giả nè, rồi đá banh nè. Nhưng mà cái khuôn mặt của vợ con nó rất là gọi là sao ta, nó rất là phúc hậu luôn á. Bây giờ nói chung là chúc mừng hai vợ chồng con đã con gần như bên này kỹ bên này hậu đậu đúng không? Đúng rồi, như là bù trừ cho nhau đúng rồi. Bây giờ là đến cái phần kia là chắc cái cặp này chắc bắt được dính cái chuối chùi nồi để sẵn có em chúc, một em chúc luôn đi, em chúc luôn đi. Đứa muốn có con không? Dạ đang muốn mà, đang muốn có con. Chúc cho hai vợ chồng con nghe, trong năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ con cảm ơn cô chú. Dạ trong năm sau sẽ có một bé gái xuất hiện. Dạ con cảm ơn cô chú. Bé gái thông minh, khấu khỉnh, phúc đức đầy đủ đến với gia đình rồng vàng đó nha con. Ok. Dạ, dạ, dạ cảm ơn cô chú. Chú là chú chúc con gái đó. Dạ tại vì
cũng thích con gái. Con thích gái đúng không? Con thích gái không? Dạ. Con thích gái không? Dạ thích con gái luôn. Hãy chờ đi, rồi. Chờ đi. Con nghe. Gái rồi. Ừ. Tên là Ngô Trần Anh Phong, em 23 tuổi, hiện tại em đang làm quản lý. Em là Lê Thị Ngọc Huyền, em năm nay 23 tuổi, em là nhân viên bán hàng. À. Thế thì các bạn trẻ như vậy thì cái lúc mà các bạn gặp nhau đầu tiên đó là lúc đó là bao nhiêu tuổi? Em gặp nhau là 18 tuổi anh. Ừ. Rồi hai bạn lúc đó gặp nhau là dạ thì lúc đó thì em ở dưới quê lên bán hàng ở chợ Bình Thạnh đó. Ừ. Dạ thì hai chồng em bán hàng là đối diện với nhau. Thì mỗi buổi sáng nào em mở cửa tiệm thì cũng thấy là cô vợ em đang ngồi đối diện đó mà ngồi tướng kỳ lắm. Tướng sao? Mà tướng xấu lắm, ngồi tướng chẳng hạn vậy nè. Mà nghe tay phone nó nhép 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 miệng ca nè. Trời ơi con gái gì mà ngồi tướng xấu mất nết quá trời à. Trời ơi, quần phải không? Thì đó em bận quần thì tại em ngồi mà đó, em ngồi nghe nhạc thì em ngồi tỉ thì ngồi cái thiềm nó xuống thì em ngồi em nghe nhạc thì nè em nhịp vậy đó. Và mà chắc có lẽ là cái tướng ngồi đó cho nên là đã để lại trong em một ấn tượng gì dạ. Đó rất đặc biệt của tôi. Thì cứ đi ra vô lao giày quét giày cứ thấy vợ ngồi bển thì từ từ nó cũng có cái ấn tượng rồi. Trong đầu mình thì cũng hơi mến mến. Em mới nói cho con bé làm chung á thì con bé đó mới nói là trời con nhỏ nó chảnh lắm mày cua nó không được đâu. À, em đàn ông em trai mới tức em nói là nếu bây giờ tao cua được mày tính cái gì. Ừ. Thì nhỏ nó nói nếu bây giờ mày cua dính nó đi thì tao chung mày chậu đậu. Nhắn tin một thời gian thì em mới biết ra cái câu chuyện đó. Thì chị em mới điện nói với em là chị em làm chung với chồng em chứ. Ủa mà chị nghe em quen với Phong hả? Cái nó ừ thì em đang quen nó có gì không chị? Trời nó có thương con đâu, nó lợi dụng tao nó cá độ á. Chị tức quá cái em mới điện em hỏi ảnh, ảnh từ chối. Cái em nói bây giờ có thiệt hay không, em nói đại đi. Có. Xong mới kìm em hỏi bé nào với anh. Thì cái bé đó là chị em ghét nữa. Tâm em ghét cái sao em chấp nhận em quen. Em quen để cho thua thôi chứ em không có ý định là em quen luôn. Rồi ăn lẩu ngon không? Dạ. Ăn đúng không? Dạ, ăn lẩu miễn phí mà được có ghệ nữa. Cái buổi hẹn hò đầu tiên là sao? Dạ thì cái lúc hai chồng em quen đó là tới dịp Noel. Thì em mới ngỏ lời là hai đứa đi chơi. Thì tối hôm đó thì hai vợ chồng mới đi chơi ngang công viên đó. Tại ngay ngày lễ mà. Thì nên đây là vô công viên đúng không? Công viên ngồi nói chuyện. Rồi sao nó quyền? Xong vô công viên ngồi nói chuyện thì đâu em với ảnh á bắt đầu nhớ giờ đó là 2 giờ mấy rồi. Đến quýnh chạy về cái chỗ mà em bán đó thì đã đóng cửa. Mới dụ em mới kêu em vô khách sạn. Rồi. Cái xong em cũng suy nghĩ mình thử anh có làm gì mình không. Lúc đó em cũng mạnh mà, lúc đó em khỏe lắm. Em nói anh này. Này anh cũng ớn, có lại chấp nhận em đi vô. Thì vô á thì nằm ngủ á thì em ngủ trong ngủ ngoài, cái ảnh cứ lấy cái giọt cứ gác giọt ngoài. Em mới thử nè, cái em cứ xô ra đâu 4-5 lần á. Cái anh gác nữa, cái em đi mở mắt, cái em thử coi mắt ảnh có mở hay là nhắm mắt á. Anh nhắm mắt, cái em nghĩ là thói quen quá, cái em cũng im. Em để cho anh gác luôn tới sáng đó. Ừ. Là em không ngủ được, em canh mà, em không dám nhắm mắt. Thôi có gì là mình đạp, mình thủ chân á, mình đạp ra vậy đó, chạy đó. Bây giờ anh hỏi thiệt em. Cái lúc mà em rủ vợ em vô khách sạn á dạ. Là lúc đó là do là tình thế hay là em có ý đồ gì? Không, là lúc là lại công viên là em đã có ý đồ mới rủ. Em mới biết đó. Dạ, mới rủ cô ấy là nói chuyện, mình cho cô ấy nói chuyện say mơ xíu cho hết giờ để cho tiệm đóng cửa khỏi đi về được. Được lòng phải chứ. Ý đồ là đi vô khách sạn. Dạ. Mà vô khách sạn rồi không làm gì chân gác có cái giò ngủ luôn. Lúc gác chân đó thì mình nghĩ mình sẽ làm thêm cái chuyện gì đó mà không hiểu tại sao mình cứ thức để chân đi hoài, không dám làm thêm gì nữa. Hồi hộp nó sợ làm sao mà không dám làm gì hết. Bây giờ anh hỏi em nè, từ cái lúc mà em gác cái chân lên người của Huyền á, dạ. Anh hỏi thật lòng nha. Dạ. Em có ngủ được không? Dạ. Thức tới sáng anh đâu ngủ được. Như anh canh ngủ chị canh anh đó, đứa nào cũng canh nhau ngủ luôn. Chưa hết đâu. Sáng xuống trả phòng đi. Anh quăng cho em một chầu nữa, trả tiền phòng, hết tiền. Không có tiền cả. Dạ, tại vì hồi tối đó thì cũng đi chơi xong rồi quên là hết tiền rồi. Đi xuống tính tiền, móc túi ra đâu có còn tiền nữa. Mới quay qua kêu vợ lại à, em ơi, giờ em trả tiền phòng nghe. Lúc đó thì ngại không? Sợ mà kẹt thế thì phải nói thôi. Ừ. Dạ. Rồi lúc đó em cảm giác làm sao? Cái mặt giống như không lấy cái gì che lại luôn. Quá dễ sợ, ai cũng nhìn em chân. Nhất là mấy người trong đó nhìn chắc nói mình bao trai đi như vậy. Quá lắm. Cái xong mà đi ra mình nói nha, anh làm gì kỳ quá, em quê quá. Thà nói anh hết tiền lúc đầu đi, em không đi đâu. Vậy đó. Dễ gì khuya đó mà nói. Trời ơi nói em đi vụ đó anh. Đúng vậy, khổ ghê đó. Nó nói nguyên đêm cái thân của mình bị gác giò lên nó vậy tới rồi bị hốt tiền khách sạn. Ghê dễ sợ. Trả lại dạ, trả lại không hay thiếu tới giờ luôn? Thiếu tới giờ luôn, không trả cho em luôn. Rồi vậy là hai bạn lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ lấy hai được năm rưỡi. Hai năm rưỡi vậy yêu nhau cũng lâu á. Dạ không? Yêu 3 năm. Cái lúc mà chưa cưới nhau á, em có hay thường xuyên qua lại nhà của Quyền không?
Dạ không, tại lúc đó mẹ Quyền nói như nhìn tướng em ốm quá, như học chắc không có lo được cho Quyền đâu, nên mẹ không đồng ý cho hai đứa quen. Nó là bắt đầu phải quen lén mấy năm trời luôn. Em làm cái gì để mà thuyết phục mẹ của Quyền để mà chấp nhận cho Quyền quen với em? Dạ thì lúc đó thì ba em mới điện thoại cho em về quê là không cho em làm ở đây nữa. Thì ở đó dưới mấy tháng trời luôn thì cũng buồn, cũng nhớ lại nữa. Dạ thì mới điện kêu vợ em xuống thăm. Thì lúc đó em xuống á, tới nhà ảnh á, em rất là ấn tượng mẹ chồng em, rất là xì tin. Cái em nghĩ trong bụng á là em nói á, chắc mình lấy anh này về chắc mình cũng được xì tin như mẹ chồng mình vậy đó. Em rất khoái. Xong thêm ba chồng em nữa, thương em lắm, coi em giống như con gái vậy đó. Xong cái mến gia đình ảnh lắm nha. Cái xong mà em chơi được vài ngày thì em về Sài Gòn, thì ảnh khóc quá trời luôn, ảnh nói thôi em đừng có đi. Em cũng ngồi, hai đứa em ngồi khóc. Cái xong em mới suy nghĩ và em quyết định mới lại rồi. Xong cái bắt đầu một tuần sau thì cậu em ở trên đây mới đi tìm em. Cái em thú thật, bây giờ em nói em ở dưới nhà chồng em vậy đó. Xong rồi cái cậu em nói thôi giờ về đi, để cậu phiên mẹ, vì em cũng vậy, nó phiên mẹ cho hai đứa cưới. Sợ em bỏ đi theo trai, chứ mày sợ dữ. Có đi rồi. Lúc đó mẹ điện thoại nói là con về đi cho hai đứa cưới nhau. Thì lúc đó em cũng sợ mất vợ, nhiều khi là vợ đi lên chảnh rồi mẹ bắt ở chảnh luôn, không cho về xuống nữa. Em mới là năn nỉ ba mẹ ở dưới đây là đi lên trên nhà vợ. Thì lên chảnh thì ba mẹ em nói chuyện đàng hoàng, hai bên nói với nhau thì một tháng sau là hai đứa em cưới. Vậy cũng xui xẻo quá. Lấy nhau về vui không? Dạ cũng vui. Đứa nào kèo trên, đứa nào kèo dưới? Lấy coi bộ kèo trên lão cam rồi đó nè. Thế sao đây, nói nhỏ chị nghe coi. Dạ. Mốt bảo kê cho nè. Dạ. Dạ lúc mà chưa cưới thấy vợ em nó hiền lắm. Mà bây giờ thì giữ như cọp. Vậy á? Dạ. Ví dụ phải sao không? Mà giữ như cọp không có tin. Đánh em nhiều cô gì mày. Nhìn tướng vậy chứ đánh em ra ngoài đó. Phải không? Dạ. Đánh mà đánh có nhiều kiểu đánh không? Dạ đánh nhiều. Tôi biết đâu đó là đánh nhiều. Thương. Dạ. Đánh mạnh lắm. Đánh mạnh lắm. Dạ. À. Lời đánh... gói trắng trỏ vậy đó. Quýnh như quýnh bất sinh thái vậy đó. Ngồi giỏ cứ né vậy không nè. Quýnh tới vậy. Giỏ thái là quýnh cái này quýnh xuống nè. Em quýnh, em giọng em đá lên vậy nè. Em đá dữ lắm, em cứ giỏ vậy. Rồi nhưng mà tại sao lại thích đánh chồng vậy? Tại vì thấy không thấy phải. Chồng đánh lại phải không? Không phải đâu, tại em có cái tật lì, anh hay chọc em lắm. À chẳng hạn giống như lại cái ôm mà ôm mình đang nấu nướng mà cái ôm gì nè. Có phải ôm bình thường mà ôm gỉ, cái đó là kêu bằng gỉ kẹp nách đúng không? Em tức quá cái em quất lên vậy nè, em chấm đầu xuống nghe. Nghe nè, nó nghe nè. Đâu thử ra. Cái nhà vô nữa không? Có chứ mà nhây á, kiểu nhây á. Có, nhây hoài thì nó em quýnh hoài nó cứ vô vậy, ghè ghè vậy đó. Cái đó là ghiền rồi. Ghiền rồi, ghiền quýnh rồi. Vậy là em ghiền bị đánh đúng không? Chứ còn ai mà biết nếu mà đánh đâu thực sự thì phải né chứ đúng không? Mà quánh thiệt không hay là? Em quánh thiệt mà, trời em không có quánh giỡn đâu. Đánh gì nè. Giọng vậy đó. Ôi, em đó giọng vậy đó. Đâu. Em giọng vô mặt, em giọng trời. Tứ lên xung quá trơn rồi chị ơi. Vậy đó. Hèn gì tao nói cái mặt nhỏ bây giờ nó thon. Khỏi đi gọt cầm. Đau không cưng? Dạ đau chứ. Không. Lúc em ghen em có đánh không? Ghen á thì có. Ngắt vô anh. Dạ giống như em đi xe chạy xe ngoài đường á. Giả tỉ như gặp con gái nào. Gặp gái đẹp á chị. Cứ là đi chở em là có gái đẹp là chạy ít lên cái nhìn lại quá. Vậy đó. Chịu nổi không thì nó em phải quýnh liền. Cắt liền. Mà thường xuyên không? Thường xuyên luôn á. Tại vì em đi chung với thằng em trai em mà thì đàn ông với nhau mà gặp gái đẹp thì xin nhanh chứ. Bị phát hiện là nhéo em. Ê, thật sự mà nói á, nhiều khi á bị đánh nhiều quá nó dẫn đến cái chuyện là ghiền bị đánh. Một ngày mà em không bị đánh có nhớ nhớ không? Dạ hơi nhớ. Mà sáng giờ có đánh chưa? Dạ chứ sáng giờ chưa. Tại sáng giờ vô đây đợi chứ chưa dám đánh, chắc về nhà hồi có nữa đó. Nãy giờ vợ em khui tật xấu em. Dạ. Chứ tật xấu vợ em là gì? Tật có xấu nhiều, rất nhiều. Ngoài cái chuyện đánh em ra. À, tật xấu là lúc mà cưới nhau về hai vợ chồng em có con đó. Thì tối nào á con nó khát sữa nó khóc đó. Dỗ không nín. Cái mà la làng lên cho em thức dậy anh dỗ để nằm xuống ngủ đi. Tại em giữ cái ngày mệt rồi thì em phải giữ phụ em. Mà thêm cái tật ngu mà la lớn. Giận nữa, giận cái tật nữa. Mới gần đây luôn nè. Mới gần đây là hổm là chưa tới khai mạc World Cup á. Em với thằng em bốn đứa, với thêm vợ em với hai chồng em là bốn đứa. Thì đang nằm trên trên gác á, đang bàn về vấn đề World Cup đó. Thì con nhỏ vợ của thằng em mới nói là ủa World Cup này có Việt Nam không ta? Thì em với thằng em thì hai thằng đã cười rồi. Thêm chị này chỉ vô gì vậy má. Trời ơi, không có Việt Nam sao có World Cup má. Hôm nay là anh xin thay mặt cho liên đoàn bóng đá Việt Nam rất cảm ơn em.
quê dễ sợ luôn. Vậy hả? Sao thấy vui quá ha, cặp này vui ghê luôn á. Chồng còn tật xấu nào nữa không? Rồi vợ còn tật xấu nào đáng để lên án nữa không? Anh làm biếng lắm chị ơi. Mình á thì mình ở nhà chồng mà mình đâu dám sai nhiều. Mình sợ mẹ dây mẹ chồng mình nói, kêu ảnh là anh phụ em chút xíu đi anh. Mẹ ra làm nó giùm con. Cứ vậy không đó chị, sao em dám kêu? Thì đó. Đâu lúc cái đâm gan bực bội tối vô cái em sầm em đạp cho mấy cái nữa. Đâu có đánh nha. Em chỉ chợ mắt tối vô em đạp thôi. Đó, em chỉ chửi cơn giận lên vô tối. Ráng làm công chuyện đi thôi. Tối vô chút giận là đúng rồi đó. Tại vì em biết trước sau cũng bị quýnh thôi, chẳng là ho nằm đó mà bị quýnh, bây giờ làm nó cũng bị quýnh nữa rồi. Cũng dẻo xíu mà khỏe. Rồi ở nhà mình nào hay giúp đó. Rồi bây giờ ví dụ như nhiều tật xấu quá, giờ ước mong thay đổi là thay đổi một tật của chồng thôi. Nếu ta thay đổi thì em muốn ảnh giống như ảnh đừng có cọc tính với hay về phụ em vậy đó, chứ đừng có nạnh em nữa. Ảnh ảnh nói em nạnh chứ tức là ảnh nạnh hơn em nhiều lắm. Tức là bớt nóng tính đi. Dạ. Đó, với lại ảnh ra đường ảnh cũng cọc lắm á. Thì đó thì kệ, đằng nào cũng bị quýnh mà cứ dập nó đi rồi tối về thì... Còn em, nếu như em cho em một cái điều mà em mong muốn giờ em thay đổi thì em mong điều gì? Mong là bớt nóng tính lại, đừng quýnh em nữa. Rồi. Dễ thương. Hai ông bà đều mong nhau đừng có nóng tính nữa. Có nghĩa là cô này nóng bằng đêm, còn ông này nóng bằng ngày nè. Đó, ban ngày ông canh, cái gì ông cũng nóng lên đó, bằng đêm là cô này của... Thiệt. Có gì cũng đề quê rồi. Bỏ một lượt mà nóng lượt. Tùy đó, hai chồng tự tính đi. Rồi, tối nay về tự tính với nhau nghe. Cảm ơn hai em. Nụ hôn đầu tiên mà mình tước của em á. Đêm sinh nhật luôn. Đêm sinh nhật. Đêm sinh nhật là sau đêm đi cơ, sau cái buổi ngay đêm gặp đầu tiên luôn cô ơi. Ngay đêm đầu tiên đó, nãy con nghi, em nghi em, rồi. Nãy em hỏi này nó chối. Cô đó hỏi con nụ hôn đầu tiên. Bởi vậy đầu tiên là ngay đêm đó luôn. Vậy hồi nãy giờ kể dẫn dấu nha, 3 ngày sau im lặng, 2 ba ngày sau im lặng. Chủ động hả? Em chủ động chứ. Đúng là mình có tuổi rồi. Vô là mình phải test liền. Coi cái người này ở ngoài hợp trước hợp hay không. Đây là một người phụ nữ dễ vỡ, mong manh nè. Người ta đang gọi là không phải là đi một mà là đi hai người đó. Hai người em nhìn em nghi nghi rồi. Trời ơi, cưng quá vậy. Mấy tháng rồi con? Dạ, trước khi con trả lời câu hỏi cô thì cho con xin được xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là Phương Trinh Jolie và hôm nay thì mình đến cùng với ông xã của mình là Lý Bình. Cũng xin chia sẻ cái niềm vui là Trinh hiện tại là đang có em bé 23 tuần. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Và hôm nay thì rất là vui khi mà được tham gia cùng với chương trình. Xem chương trình này cũng rất là nhiều rồi mà hôm nay thì vui lắm khi mà được gặp lại cô. Từ chương trình lâu lắm mà mình thi Bolero hết cô đúng ha rồi, đúng. Còn rồi. Anh Tuyên thì hôm nay lại có duyên với anh. Tại mình em nghĩ là hồi nãy ngồi phía sau sân khấu thì nghe nói về anh Mr. Bean. Đó thì cũng có nghe nói là ảnh đang phải làm một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Đó, thiên liêng đó. Dạ, đó. Em cũng xin chúc cho anh Bean là sẽ thành công trong cái nhiệm vụ của mình. Cho Trinh xin được bổ sung là họ tên đầy đủ cúng cơm của em là Nguyễn Ngọc Phương Trinh. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố, lúc đó là gọi là thị xã Long Xuyên thôi, nhưng mà hiện tại là lên thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang. Em vừa tròn 35 tuổi. Đó, hiện giờ. Công việc hiện tại. Công việc hiện tại của Trinh thì trước đây mọi người biết tới Trinh là một diễn viên và ca sĩ. Và Trinh có kinh doanh thêm về mặt hàng mỹ phẩm. Cảm ơn Trinh, bây giờ qua tới Bình đó. Dạ, chào cô, chào anh Tiên. Xin chào quý vị khán giả của Vợ Chồng Son. Mình là Lý Bình, công việc hiện tại là diễn viên. Quê quán ở Vĩnh Long, hiện tại là 32 tuổi. Nghĩa là giờ hai vợ chồng đều là buôn bán kinh doanh chung với nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Giờ chắc đi đâu giống như là một đôi sam, đâu có tách rời nhau được. Chị thấy em xinh với anh Vin không? Số đầu tiên ngồi ngay cặp vợ chồng đầu tiên đang có bé Bi luôn. Chị mong là sau đây em cũng sẽ báo tin vui. Nhiều khi em ở đây em chúc người ta không có, nhưng mà em ngồi cái ghế này tự dưng về vợ em có bầu. Thế tuyệt vời quá. Yeah. Có đang mong muốn không? Dạ, thật sự em đang mong muốn. Bin ơi, Bin ơi. Nhả bía anh luôn, nhả bía luôn. Dạ. Bình là Trinh cho anh Tiên, là tất cả quý vị khán giả biết thì cơ duyên sao mà hai chồng biết được với nhau và tình yêu bắt đầu chớm nở vậy? Thật ra thì hai đứa gặp nhau trong một cái tiệc sinh nhật đó cô. Thì con có một người anh, thì anh nó cùng quê ngày xưa là một người khách hàng mời con quay quảng cáo.
Thì xong rồi cái anh đó là bên khách hàng, nhưng mà phát hiện ra là hai anh em cùng quê, cùng ở Vĩnh Long. Cho nên là Tết rồi cái có dịp gặp nhau ở quê, cái nói chuyện cũng thân. Thân rồi kiểu như cùng quê cho nên kiểu mình cũng quý, mình cũng thân nhau hơn, nhanh hơn. Thì anh đó ở Sài Gòn rồi cái ảnh cũng chơi với Trinh. Thì lúc đó con mình biết Trinh thôi, nhưng mình chưa gặp ở ngoài. Thì trong cái hôm đó ảnh tổ chức sinh nhật, thì ảnh mới rủ qua tiệc sinh nhật của anh chơi. Thì anh không nói qua gặp ai hết, mình chỉ qua chơi với chủ nhân buổi tiệc thôi. Thì lúc mà qua rồi thì mới gặp không biết có Trinh. Thì lúc đầu thì mình thấy mình biết người đó thôi, chứ mình đâu có biết là người đó sao, đúng không? Thì con nói dạ, cái cảm xúc của con mà con vừa mới thấy Trinh một cái là lúc đó con sao? Máu nó sôi lên rần 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 hay là như thế nào? Thật ra thì mình thấy mình biết giống như kiểu như nghệ sĩ gặp gặp nghệ sĩ thôi, như là biết nhau trước đó, đúng rồi, là Trinh cũng là ca sĩ, tất nhiên mình đã biết cái người đó trong lĩnh vực trước rồi, nhưng mà mình chưa gặp ngoài đời, mình không biết nữa sao mình gặp. Oh wow, cô đó vậy, đúng rồi. Xong rồi mình nghĩ là có đậu được không? Đâu đâu phải gặp phải đậu được được anh. Có nghĩ người phụ nữ này phải tương lai là của mình không? Không, là đó, bình thường hết lúc đó đâu dám nghĩ, giống như mình gặp một cái người trong nghề thôi. Thì mình nghĩ ok, người gặp đồng nghiệp trong nghề thì cái này cũng là đồng nghiệp mà làm nghề trước mình rất là lâu rồi, thì coi như là đàn chị rồi. À vậy lúc đó gọi chị hay là gọi Trinh? Lúc đó đi chơi chung thì gọi Trinh. Gọi Trinh. Không gọi chị. Hổng nha, thời gian mới biết phải gọi ta là chị. Thật ra thì mình gặp thì mình thứ nhất là mình thấy mình có thích mắt đó. Mình thích mắt, nhưng mà thường á thì mình thấy mình thích mắt, mình thấy mình cũng không có cái cảm giác cách biệt nhiều quá. Cách người đó nói chuyện không có cách biệt nhiều quá thì mình sẽ xưng tên. Còn giống như người đó ngay từ đầu người đó phân biệt rõ ràng luôn. Chị với em thì ok, mình chị với em. Còn không thì ai cũng muốn xưng tên với nhau để chơi vui vui vẻ cho thoải mái, thì mình bắt đầu mình xưng tên thì nó cũng thoải mái hơn. Em nhớ đó mà em kêu anh là anh luôn mà, đâu có xưng tên đâu hả? Như anh em luôn đó. Anh nhớ là lúc đầu ấy, kêu tên trước phải không? Rồi xong hồi xỉn quá rồi anh em. Thì cái thời gian xỉn đó nó cũng nhanh nè, không có lâu đâu. Bữa tiệc đó chừng 2 tiếng đó, thì anh tiếng đồng hồ nó xỉn rồi. Nghĩa là ngã nhẹ nhanh quá. Rồi còn Trinh sao lúc đó? Cảm xúc của con với Bình thì lúc đó con gặp đó nha. Đấy. Cũng ngon đó, cũng ngon đó. Nhìn nó cũng kiểu xích bắt sáu muối rồi đó. Tại vì con thì con rất là thích tập gym. Cái thời gian đó thì con tập gym thường xuyên luôn, hình như hầu như là mỗi ngày đều tập luôn. Mà vô cái thấy Bình thì chắc là cũng có chơi thể thao, rồi cũng có hỏi anh có Bình có tập gym không, hỏi là sở thích như thế nào. Xong rồi cái Bình tâm sự là anh tập gym hình hầu như là mỗi ngày. Ôi hợp quá. Ê vậy gì nữa, ngày mai mình đi tập gym chung đi. Đó thì cũng mở lời vậy. Xong rồi cái từ cái mình thấy nói chuyện cũng vui. Mà con một cái là tính của con này con không có thích đẹp trai. Hồi lúc bây giờ bạn trai của con hay là những cái người mà gọi là con quen á, con không có quan trọng vấn đề là cái ngoại hình ở ngoài, mà cái mà cái người đó để lại cho con cái ấn tượng á là phải là cái tính cách, với lại là nói chuyện với mình có hợp hay không. Tại vì con nghĩ là nếu mà quen mà trời nói chuyện một hai câu mà không hợp thì thôi chán lắm. Mà nói chuyện 10 câu là ông làm con cười hết 9 câu rồi. Tức là hợp cái gì đúng không? Dạ, con nói chuyện với mình rất lắm. Là hợp đúng hợp dữ lắm. Cái ấn tượng của con là cái người mà đàn ông làm cho con cười nhiều và con khoái à. Rồi là coi như làm ấn tượng của con về Bình rất là tốt. Dạ, đúng không? Rất là tốt. Vui, rất là đáng yêu. Dạ. Bình thì cũng vậy. Bình thì nói dùng vắng vẻ hơn. Cô này nhìn cũng được mắt đó. Đẹp thì nói đẹp, được mắt là cái gì? Hiểu không? Đẹp. Cô này rất đẹp. Nói chung là Trinh á là nếu mà dùng từ xã hội là cũng ngon á. Như nãy em nói không? Ngon, anh này ngon. Thôi bây giờ sau cái tiệc sinh nhật đó thì tiến triển sao nữa? Và nụ hôn đầu tiên mà hai bạn đến với nhau là trong tình huống như thế nào? Lúc đó cũng gần Tết á. Hình như là cũng trước Tết có khoảng một hai tuần gì đó thì hai đứa đầu mới hẹn nhau đi tập phim. Gym có đi coi phim có phim đi trước đi coi phim trước à. Con được cái là con không có nhớ rõ dữ lắm bằng ông Bình. Con là có sao nói vậy người ơi đó, cho nên là dạ. Cũng hỏi con là vậy đó, sao bữa đó đi coi phim trước là ăn trước hay là hôm đi trước? Hôm đó là nếu mà gọi là đi hai đứa đó là con đi coi phim trước. Hẹn đi coi phim không? Phim gì? Dạ phim Báo Đen. Báo Đen. Dạ, không. Ngồi ở ghế đầu tiên hay ghế cuối cùng Bình? Ngồi ghế giữa cơ, ghế giữa cơ. Chưa. Đó là ghế cuối cùng chứ hả? Trời ơi, đâu có tại vì hồi lúc đó là cách đây 5 năm là mấy rạp khác chưa có hot đâu, lại là ở cái rạp Bitexco, đi coi rạp Bitexco. Mà rạp Bitexco là ngày xưa là con làm shop vé đó. Bởi vậy mình biết, mình làm, mình vô mình gặp người ta hoài trong đó, nhiều khi mình gặp tùm lum người, cặp vô đó mình thấy trời ơi vô chứ có phim thôi chứ có làm cái gì khác được. Vô gặp chứ phim làm gì khác, nó quay lại hết. Muốn
gì luôn hả? Hai đứa thùng múa thùng tí coi phim bàn với nhau. Anh có nhớ nội dung báo đen là gì không? Dạ là cái Wakanda đó cô. Ý là câu hỏi là trong bữa đó là con có nhớ nội dung không? Có cô Thần Tý nhớ đúng không? Thần Tý Thần Tý tại vì á hai đứa có cùng một cái đam mê là về phim ảnh, cho nên là nói cái chủ đề đa số chủ yếu là chủ đề về phim, về điện ảnh, mình nói về cái cảm giác của anh về cái phim này phim kia, nếu là anh sẽ vậy, anh sẽ diễn gì diễn kia diễn nọ, anh sẽ cảm nhận như cái kết nó vậy vậy thì sẽ thế nào. Thì Trinh thì nó em có cái cảm giác là em là một cái người diễn viên, em thấy anh diễn tả cái cảm giác anh, em cũng hình dung được là cái góc má anh muốn nó như thế nào. Có nghĩa là cái báo nói với nhau đó là hai đứa ngồi coi phim và nói với nhau về học thuật đúng không? Dạ đúng. Bỏ qua. À còn tôi muốn theo vô thẳng vấn đề là câu hỏi đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên luôn đúng không? Nụ hôn đầu tiên mà mình trước của em á. Đêm sinh nhật luôn. Đêm sinh nhật. Đêm sinh nhật là sau đêm đi cơ, sau cái buổi ngay đêm gặp đầu tiên luôn cô ơi. Ngay đêm đầu tiên. Đó, nãy con nghi, em nghi rồi. Em hỏi này nó chối. Đó hỏi con nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên là ngay đêm đó luôn. Vậy hồi nãy giờ kể dẫn dấu nha, 3 ngày sau im lặng, 2 ngày sau im lặng. Phải, tại vì anh không có hỏi chính xác cái câu mà nụ hôn đầu tiên cho nên anh nãy hỏi là nụ hôn đầu tiên xảy ra trong hoàn cảnh nào. Dạ, là đó đêm đó luôn. Những cái chuyện gì đã em hỏi Trinh nha. Trinh là có sao nó vậy người ơi đó. Ừ, bình lặng. Sao Trinh kể anh với mọi người nghe Trinh. Mà là gì nè cô, con là tại con. Tại con. Em chủ động chứ. À, đúng là mình có tuổi rồi. Anh cũng vậy không à. Chính vì cái lớn tuổi đó cho nên là anh nói đúng. Đúng. Em phải tìm được một người thật sự hợp với em. À. Không thể nào mà cứ tốn nhiều thời gian được cô. Chính xác. Thời gian càng trôi đi thanh xuân mình càng mất thời gian đúng không cô? Thời gian là vàng ngọc. Đúng. Đó. Vô là mình phải test liền. Coi cái người này nó hợp trước hợp hay không. Bắt đầu là cũng hơi xỉn rồi thì con cũng xỉn đâu thì con cũng đâu có uống nhiều. Em không uống nhiều được. Em là uống cái đỏ huyết à, mà đỏ lên cái bắt đầu cái mình buồn ngủ. Mà mình muốn tìm hiểu người đó thì mình chắc vô xỉn. Bắt đầu đỡ là pha nước là cho con uống để giải tỉnh anh. Cái xong cái đang nằm như nè, cái dựa vô cái ghế. Dạ cái ghế salon, nằm nói là ghế salon. Dạ. Không. Thấy không? Ông đưa ly nước cái uống chút chút để lại cái đó. Dạ bộ con té một cái ông đỡ. Đỡ rồi thôi rồi ôm luôn rồi cái hôn thử coi sao. Tại vì mình phải hôn mình chạm vô cái môi để mình biết được là cái tần số có đúng điện hay không. Nó cái điện nó có đúng âm dương hay không? Ừ. Cái nụ hôn đó nó phải ấn tượng lắm đó nha. Đúng điện dương liền anh. Dương luôn hả con? Dương luôn. Dính luôn. Vậy mà mình dở thì cái 3 hôm sau mới gặp lại. Ta không vậy rồi là qua ngày hôm sau là tấp liền. Nhưng nhiều khi chờ tới 3 hôm sau lại nhờ ông anh. Lúc đó là em nghĩ sao? Mai mối rồi đi chơi rồi nữa rồi bắt đầu mới ấy. Thật sự nói vậy nè. Tại vì lúc đó mình cũng nghĩ là bây giờ mà có tới thì nhiều khi cái công việc của nhau cũng chưa có giống nhau. Dù như Trinh đã có công việc rõ ràng rồi, lúc đó mình còn vẫn đang tìm cái công việc của mình cho nó cụ thể để mình gầy dựng cái công việc của mình. Giờ nếu như vô mình quen nhau chắc gì mình đã lo được hết cho nhau đâu. Cho nên là con thì con rõ ràng con suy nghĩ kiểu như ok, mình phải làm một cái gì đó trước, mình phải có vị trí của mình trước thì mình bắt đầu mình mới đi chinh phục. Anh hiểu. Bạn này là cẩn thận. Chứ mình không là có cái thời điểm đó phải công tâm mà nói là cái name của em là không bằng Trinh. Đúng. Trinh nó nói vẫn bật hơn thì bạn này là đàn ông thì cái tâm lý phải rụt rè tí xíu. Đúng. Là hợp lý. Mình phải có một cái gì cho bản thân mình trước, kể cả tuổi đời, kinh nghiệm, kinh tế, tất cả mọi thứ, công việc này kia nọ, anh em mình phải có thì mình mới đầu mình mới đi chinh phục. Còn nếu như mình chưa có mà mình đi chinh phục sớm quá, thứ nhất mình chưa có cái trải nghiệm về cái cuộc sống, về kinh nghiệm về mọi thứ thì mình cũng chỉ là mình đang với theo người ta thôi. Mấy bạn chính thức yêu nhau từ khi nào? Từ cái đợt Tết anh ha. Ừ, tại vì lúc đó là xong là bắt đầu tới giai đoạn là Trinh về quê ăn Tết. Về quê ăn Tết thì với hai đứa cũng phải nhắn tin nói chuyện nhắn thôi tin qua lại. Thì cái ngày mà nhắn tin nói chuyện nhau mà lúc đó yêu quá rồi nhớ luôn quá trời rồi, mà cách bởi cái Tết cho nên là ngay cái đêm giao thừa hình như là Trinh diễn xong đó là Trinh chạy ngang Vĩnh Long mà đón con đón Vĩnh Long xong rồi lên Sài Gòn là bắt đầu hai đứa có thời gian bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Anh à, lần đầu tiên mà mình thấy sao? Có hỏi anh Bình đi anh, không, hỏi anh Bình trước đi. Trả lời, mắc cỡ. Bình nó có trả lời. Trả lời con. Mà. Bình không bao giờ nó trả lời. Nó sẽ đi rà đâu, tới ngoại thành, nó qua Củ Chi, nó qua An Sương, nó đi tùm lum rồi cái nó. Đúng rồi, trong kịch mà nó là bị giao đãi nhiều quá. Giao đãi đó. Giống như là anh tưởng tượng như là cái kiếm rèn ra là cái chua này chỉ để là thích hợp với nhau về cái tất cả mọi thứ. Gà vô là thành một cây bảo kiếm cây bảo kiếm vô khớp liền dạ
đi khai phá thiên hạ liền. Con thì mình cũng phải nói rõ là bây giờ anh khám sức khỏe này nọ đi, để em coi là sức khỏe anh nó có gì hay không. Em cũng vậy, để mà khi mà cả hai mà có quan hệ với nhau á thì mình cũng yên tâm là cái người này cũng không có bệnh hoạn gì. Cái vấn đề rất là quan trọng đối với con á, sau này mà con gái con lớn lên con cũng nói rõ, con dạy cho nó luôn là mẹ bây giờ thì người lớn bây giờ thời buổi thế kỷ 21 rồi, không có cấm cản được cái vấn đề đó. Bây giờ mẹ cấm con muốn đi bậy bạ cũng vậy à. Nhưng mà con làm gì con phải nhớ, thứ nhất là con bảo vệ bản thân con để con không có bị bệnh bậy bạ. Thứ hai là phải bảo vệ để mình không có thai ngoài ý muốn. Để mà con không có phải mà rơi vào tình cảnh mà có con mà mình lại không có được người đàn ông bên cạnh, nó khổ lắm. Mẹ đã từng trải qua rồi, mẹ biết điều đó. Đó chính vì vậy mà hai chồng quan hệ rồi xong cảm thấy trời ơi, thăng hoa bắt con. Hoa bung hợp. Ok, mình quyết định mình quen nhau. Chứ bây giờ lớn rồi, lớn hết trơn rồi, trên 18 tuổi hết trơn, giống còn nít nữa. Dạ. E dèn chi nữa đúng dạ. không? Dạ, hợp. Ok, mình bắt đầu mình tiến tới mối quan hệ lâu dài. Dọn về sống chung với nhau luôn. Đó. Lúc đó chưa nữa cô. Cũng khoảng ổng là lúc đó là ổng ở trên Tân Bình. Còn con là Bình Thạnh. Mà chạy mỗi lần chạy lên chạy xuống thì rất là xa, tầm khoảng 30 phút nếu mà buổi tối, còn mà buổi sáng kẹt xe là 45 một tiếng. Mà con thì cũng đi phim, mà lúc đó Bình cũng đi phim, cũng đi diễn kịch này nọ. Thì thời gian mà gặp nhau rất là ít. Nên mà con ở với ông mình với bé Nghe. Thì bé Nghe thì nó đi học suốt ngày rồi. Cái hôm nào mà được rảnh cái gặp nhau có cái chéo à. Nó thôi đi anh ơi, bây giờ anh dọn qua ở chung với em đi. Thứ nhất là để mình có thời gian mình gặp nhau nhiều nè. Thứ hai là có gì không ai nhà thì cũng có anh trông coi nhà cửa phụ em. Chứ giờ nhà đàn bạn gái không mà lỡ cái chuyện gì nó mất công. Con cũng kêu không qua đó. Nở lời với ổng rồi thôi để anh con sắp xếp rồi. Cũng khoảng nửa tháng sau ổng mới dọn qua ở chung với con. Bình với là Trinh cưới nhau được lâu chưa ta? Dạ cũng gần một năm rồi đó anh. Rồi yêu nhau được bao lâu thì cưới? Dạ lâu á cô. Bao lâu? 2018. Lâu á cô. Bắt đầu 2018 năm con mới lấy nhau. Dạ. Như vậy là có tới khoảng 6 năm để mà bên cạnh nhau rồi. Dạ rồi, dạ, dạ đúng rồi. 6 năm bên cạnh nhau rồi. Thì là cái lúc mà hai đứa dọn về sống chung với nhau là năm thứ mấy? Dạ năm đầu luôn. Dạ năm đầu. Năm đầu quen nhau luôn, 2018 luôn. Mình cứ cho là 5 năm đi. Dạ. 5 năm mình ở chung với nhau rồi. Thế thì những cái ngày đầu mà dọn về sống chung với nhau đó dạ. Thì những cái cá tính nè, hay nhìn những cái tật xấu nè mà lúc yêu. Cái này con sợ nghe. Yêu mình không thấy thì cái lúc dọn về rồi tụi con thấy làm sao? Đối phương của mình có những cái gì mà mình bị mất hồn á, nó ủa sao yêu không thấy vậy? Có bị quản đối phương của mình không? Thật ra để mà nói thì đúng thì trong mắt người mình yêu thì tất nhiên sẽ không xấu. Nhưng mà đối với mình thì lúc đó người đó chưa hoàn thiện. Thì Trinh thì Trinh lúc đầu mình yêu thì thấy mọi thứ nó ngọt ngào lắm. Xong rồi khi mà đụng chuyện thì bắt đầu thấy ủa sao mất gì mà bá nóng tính như trời. Bá đàn bà mà bá nóng như trời, mình đàn ông mình không nóng tới vậy mà bá nóng như trời. Mà bà nóng ngoài đường rồi xong rồi bà nóng trong nhà nữa. Con thì con bị cái ok, có thể là ngoài đường con nóng nhưng mà trong nhà con không nóng. Nhưng mà bà mắc gì bà nóng ngoài đường, bà nóng trong nhà luôn. Đụng chuyện bà cứ hầm bà hằng học bà này kia nó dưới ta. Xong rồi cái cũng nhiều lần xảy ra những cái vấn đề như vậy. Xong cái cũng cự nữ cãi bả. Xong rồi có nhiều lần cũng tính chia tay. Xong rồi con nghĩ, cái con lại suy nghĩ, bây giờ mình chia tay thì cái người này có một cái khuyết điểm này, thì bây giờ mình tìm người khác thì người khác sẽ lại có những cái khuyết điểm khác. Vậy thì cái khuyết điểm này nó có quá lớn để mà mình chia tay không? Mình có khả năng mình sửa người này không? Và nếu như mình có khả năng mình sửa được người này thì thứ nhất là cái level về cái cách mình cư xử cũng hơn. Thứ hai là mình lèo lái được cái con người này thì tất nhiên thì trong cuộc sống thì sẽ phải có những cái vấn đề xảy ra thì con mới đầu thử. Thì mình yêu cho nên mình mới thử. Còn như tính con thì con hay bị kiểu như mình thấy bất cần lắm. Nhắm không được rồi là dạ. con bỏ luôn. Có nghĩa là đối với con tất cả mọi thứ trong cuộc sống này con đều có thể không cần. Hiện ra một cái tật xấu đầu tiên là nóng tính rồi. Nóng tính. Rồi cái còn cái nào nữa? Còn cái tính gì mà con phải nài nữa? Thì nói chung là Trinh chỉ bị cái nóng tính thôi. Nóng tính thôi. Với bà sắp đặt lắm nha. Trời bà sắp đặt lắm. Kiểu như là có nghĩa là kể cả giống như cái lúc đầu là quá trình lái xe đi. Giống như lái xe là quá sao anh phải đi đường này. Sao anh không đi đường kia? Thì sao em, đường kia nó gần hơn đường này đèn đỏ nhiều, Nguyễn Hình Chiểu đèn đỏ nhiều, anh đi đường Nguyễn Hình Chiểu chi sao anh không đi đường khác. Đúng giờ lỡ chạy đường này rồi mà tính con thì đi đâu cũng được, kể cả kẹt xe miễn tới thôi không quan trọng. Đấy con, ví dụ như người ta hẹn 7 giờ hay xa 6 giờ rưỡi mình đi, hay gần 6 giờ 40 mình đi,
còn bả tự lên trong đầu bả là sẽ đi đường nào, sẽ đi sau này kia là bao nhiêu ngã tư, bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ gì đó. 6:50 bả mới đi. Bả tính nghe bon, còn con ok chạy lộn ngã tư này hay chạy ngã tư khác, nếu như lỡ rồi thôi quay đầu chạy lại, hút thì thôi quay đầu, thì đối với con thì chả sao hết, chỉ cần tới là được. Còn bả thì sẽ cần là phải đúng đường này thì nó mới tới được cái giai đoạn đỡ kẹt xe hay là đỡ trễ giờ đó này kia nọ, bắt đầu cái mình bị áp lực. Cái này không phải tính xấu đúng không? Không phải tính xấu. Không phải tính xấu mà cái này là giống như là một cái sự ra cái lập trình trước. Đúng cái, rồi. Cho cái công việc của mình như vậy là tốt mà, cái đó là ok á. Đúng. Con người có kế hoạch. Có kế hoạch là có kế hoạch. Bản thân giống như chị em mình đi, thí dụ ngày mai đi quay là mình đã tính sẵn trong đầu đồ đạc của mình sao là mình phải tính đâu vô đó hết rồi mình đi quay, thậm chí đi quay đường nào cũng là hợp lý luôn mà. Đó, đừng đi nước bước. Đúng rồi. Con đường nào để mà nhanh nhất có thể. Mà em bị sắp đặt trong những chuyện nhỏ luôn anh. Tại cái đó là quá đáng. Dạ. Ví dụ như em làm như vậy mà lỡ người ta làm sai ý của em á, em có khó chịu, em có rầy, em có chửi này nọ. Anh kể đi anh. Tất nhiên là có rồi. Không có thì nó đâu có là cái vấn đề để nói đâu anh. Giống như là ủa anh ơi tại sao cái này để đây vậy, sao kia đây? Đó. Thì giống như kể cả cái việc như em nói nhiều khi uống cái ly đi, cái mình chạy ra mình lấy hàng hay gì để cái ly đó lên bàn. Xong rồi cái quên nó chạy lên lầu. Lên lầu cái đầu cái lên đi tắm luôn, cái đầu cái ở dưới này anh ơi sao cái này cái ly gì đây rồi sao để đây rồi uống xong chưa rồi này kia là cái đầu anh phải xuống anh dẹp. Nó có những cái vấn đề nó bị quá nhỏ đi, thay vì ví dụ như con vậy hay gì thế. Thấy đi anh bạn, ok không ai uống nữa mình dẹp. Thì bà sẽ hỏi tới là tại sao cái vấn đề cái ly này, rồi có nhiều lần như là lạc cái này lạc cái kia, là cái phải anh mở camera lên trích xuất camera cho em coi cái dao tại sao nó mất rồi, bây giờ tại sao mất cái dao, nhà có chút xíu mà tại sao. Bây giờ về Bình nó con còn muốn Trinh thay đổi điều gì để mà Trinh trở thành hoàn hảo hơn? Dạ không, con chả bao giờ con muốn vợ mình phải hoàn hảo hay phải gì hết, chỉ không, cần là ý là bây giờ con muốn Trinh thay đổi một điều gì nữa thì có thể là hoàn hảo hơn hoặc có thể là sẽ tốt hơn cho Trinh, ví dụ vậy. Giống như cái nông tin nó cần phải bớt lại, tiết chế lại đúng không? Hiện giờ con thấy là gia đình con đã rất là ok rồi, con thấy con hài lòng về mọi thứ. Là không cho nên cần phải thay đổi. Dạ, con cũng chả cần phải thay đổi. Sửa gì lắm rồi đó con. Em cảm nhận hai bạn này có cảm giác như là hai bạn tự dung hòa cho nhau. Thật sự. Ví dụ như bạn này thấy cảm giác tự cảm thấy mình làm cái này mình lốt, cái mình tự thiết chế lại. Bình cũng vậy. Yeah. Thật sự tụi con quá trình tụi con quen nhau là một cái quá trình mà mình tự đi lên nhiều lắm con. Giống như hai đứa, trong hai đứa là đứa nào cũng có cái nhu cầu hoàn hảo cho bản thân. Mà tự giống như con thấy vợ con giỏi cái này, con sẽ gắng con học theo cái tính giỏi đó của vợ con, theo tính ngăn nắp. Ví dụ như vợ con blend cái này, con cũng gắng con học. Ví dụ như mình không học được 10, mình cũng học được 4. Vậy giờ mình còn cái, mình có cái tật xấu gì mà con muốn mình thay đổi không? Tật xấu của ổng hả cô? Là hay quên. Ổng ấy ngày xưa lúc mà con quen là nó, anh não cá vàng quá, quên dữ lắm cô ơi. Ngay cả bây giờ đi đường con cũng phải chỉ đường mà. Không nhớ đường đi gì chứ. Có thể giờ mình không chú tâm á. Em không quan tâm tới đường xá, như trong đầu sẽ nghĩ những cái thứ khác. Để đi lạc làm sao em? Em giống như là những cái tuyến đường chính mình biết rồi. Là em đã định hình là định hình, dù như mình có lố, qua khỏi tuyến đường chính đó, ok, lỡ lố rồi lo suy nghĩ vấn đề khác thì mình đi lại. Rồi giờ mới có một cái tật xấu là hay quên thôi, còn cái tật xấu gì nữa? Còn gì nữa? Dạ, một xấu nữa là mỗi lần mà có bạn bè đông quá là ta nó vô cuộc vui đó là quên hết mọi thứ luôn. Dạ. Vui đó, ham vui. Ham vui đó. Đúng rồi. Đó, rồi cái thứ ba nữa là tham chơi đồ chơi. Thích nhiều khi á hả, sửa cô độ xe độ tàu rồi nọ tới 1-2 giờ sáng con nằm trên đây nhắn tin anh ơi lên ngủ đi, em phải có anh ơi mới ngủ được mới lên. Chiếc xe đồ chơi để mình chơi. Dạ, đó, xe đồ chơi mà ngày xưa á là ổng chơi đồ chơi tới giờ ổng vẫn giữ từ lúc nhỏ luôn anh. Cái đó là sở thích. Dạ. Đó là mê. Mê sở thích. Cái đó cũng không phải thật xấu đâu. Không phải là thật xấu. Cái đó một cá tính. Nhưng mà thí dụ như 1-2 giờ khuya thì cũng kiểu như bị mê vậy đó anh. Con có mong Bình thay đổi điều gì không? Sửa đồ chơi rồi. Không, những cái tật xấu của Bình á thì nó không phải là xấu mà giống như là không thay đổi được. Giờ người ta bị não các bạn hay quên rồi, ví dụ cái hôm qua ăn cái gì hay để đồ đâu ông không nhớ, ông chỉ nhớ những cái mà gọi là ông muốn nhớ thôi. Có những cái vấn đề trọng. Dạ, những cái vấn đề nó xa 80 năm trước ông không có nhớ ở mặc đồ gì sao, rồi cái chỗ đó ngồi ở đâu, bộ đồ đầu tiên con mặc gặp nhau mặc đồ gì ông không nhớ, con không nhớ. Nhưng mà những cái mà cần thiết ổng nhớ thì ổng quên. Cho nên thôi cũng giống như cô nói là bù trừ cho nhau đó. Bù trừ đó, dạ. Coi như không cần thay đổi gì. Nói chứ nhìn hai đứa thấy hạnh phúc lắm á. Chương trình nó chỉ mong muốn là tụi con sẽ hạnh phúc như thế này mãi nè. Dạ, con cảm ơn cô. Em bé sanh ra coi như mẹ tròn con vuông nè. Dạ. Con chóng lớn nè. Rồi nó sẽ là một cái gọi là thiên thần xuất hiện trong gia đình để mà gọi là một chất keo kết dính hai đứa càng ngày dính lại với nhau. Dạ con cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Cái suy nghĩ của Bình là Trinh dày cứ cái đà này mà cứ phát triển và ngày càng gắn kết nhiều hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa là ok. Dạ cảm ơn anh Tiên.